Xin chào các bạn, ở đây mới khoa học lập trình front end với React JS cơ bản. Thì bữa nay là buổi 26, thì tôi sẽ đi giới thiệu tổng quan về làm việc với form ở trong React. Thì làm việc với form thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kiểu form khác nhau, như là form login, form visitor và form insert data do một cái table nào đó bên dưới database. Hoặc là nâng cao hơn thì có một số cái kiểu form như là khi mà chúng ta nhập dữ liệu vào form thì chúng ta cần phải xử lý và trả về một cái kết quả tính toán nào đó cho người dùng chẳng hạn. Thì để làm việc với form ở trong React thì chúng ta sẽ sử dụng đến một số cái thư viện để mà xử lý. Thì bây giờ tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn một số cái thư viện mà xử lý với form phổ biến ở trong React. Thì tôi sẽ dùng Google này. Thì một số cái thư viện làm việc với form phổ biến ở trong React thì là Formic này. Thì các bạn phải click vô cái link của Formic này. Đó, thì các bạn hãy vô đây và tìm hiểu một cái thư viện Formic này. Rồi, tiếp theo là cái thư viện phổ biến thứ hai là thư viện React Hook Form. Đó, các bạn cũng đi vô cái link của thằng React Hook Form này. Đó. Đó, thì các bạn phải vô cái trang chủ của cái thư viện này để mà tìm hiểu này. Rồi, tiếp theo là cái thư viện Redux Form. Đó, thì đây là ba cái thư viện mà làm việc phổ biến nhất với lại thằng React để mà xử lý với form. Đó, thì các bạn hãy vô ba cái trang này và tìm hiểu. Thì trong cái buổi hôm nay thì tôi sẽ chỉ có giới thiệu tổng quan cho các bạn về làm việc với form ở trong React thôi. Còn nếu mà bạn nào mà muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về làm việc với form thì các bạn hãy vô cái trang học lập trình online.net và các bạn học cái khóa lập trình React chuyên sâu với lại Bootstrap, Master UI, Docker và Dev Full API này của tôi. Đó. Thì ở chương 6 này thì tôi sẽ qua các bài học chuyên sâu về xử lý với form ở trong React. Đó thì các bạn phải đăng ký cái khóa học này của tôi. Thì bữa nay tôi chỉ giới thiệu overview về làm việc với form thôi. Đó. Thì bây giờ tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.